Wow, xin chào tất cả các em nhá. Thế theo yêu cầu của một vài bạn nhỏ thì hôm nay xin phép review số đồ chơi của anh nhá. Hôm nay thì anh mới tạo được một em xe cẩu này mọi người này. Đây, xe cẩu vẫn đang cẩu em xe ủi đây. Xe ủi xe múc đây. Xe cẩu mới luôn nhá. Và đây, tiếp theo là xe chở nước nhá, xe bồn nước nhá. Đây, những loại xe này rất là rẻ, có giá thành rất là rẻ nhá. Chỉ 30 đến 35 ngàn một ký thôi nhá, một cái thôi nhá. Mọi người yêu thích kênh của anh thì nhớ đăng ký kênh và giới thiệu cho các bạn nhỏ khác vào kênh cùng xem nhá. Nếu ai thật sự yêu thích, anh có thể tặng một trong số những đồ chơi này nhá. Đây, là thao xe múc này. Xe múc này thì có điều khiển nhá. Xe múc này thì là vật dụng không thể rời xa được nhá. Rất là khỏe, có thể kéo được tất cả các xe này như có video ở trong kênh đã review rồi nhá. Và tiếp theo là xe gì đây? À, xe ben nhỏ này. Xe ben nhỏ, ở trên xe ben thì còn có một xe tí hon, một xe... Để xem nào. Xe này là xe ủi luôn, mà nó mất cái ủi rồi. Yeah, chờ nó hỏng cho xe ben đang chở đây mọi người này, đang chở về đó. Rồi, xe ben đây. Tiếp theo chúng ta có xe cảnh sát này. Xe cảnh sát này nhá. Xe cảnh sát này thì hết pin rồi, anh mới tháo pin ra nhá. Phải lắp pin vào đây. Và có điều khiển thì sẽ chạy được nhá. Rất ngon luôn, rất ngon luôn mọi người. Đây, và tiếp theo hai xe tí hon thì bao gồm một xe múc, một xe trộn bê tông đây. Đây, một xe múc, một xe trộn bê tông này. Mọi người thấy không? Rồi, tiếp theo có những xe gì? À, có một xe cá sấu. Xe cá sấu chở khủng long bên trong, nhưng có khủng long thì bị rơi ra ngoài mất rồi, để chút nữa tìm lại sau nhá. Đây, khủng long ở bên trong này. Rồi, chốt lại đây. Đó, chốt lại. Và kéo đi thôi nhá, kéo đi là đi thôi. Rồi, tiếp theo này. Đây, chúng ta có một xe múc lớn và xe ủi lớn luôn này. Đây, có thể xoay được cái cần múc này nhá. Xe múc này có thể xoay được cần múc này mọi người thấy không? Đó. Rất là hoành tráng luôn, bánh xe đây, rất là bon nhá. Rồi, tiếp theo sẽ có gì đây? Một bạn cá sấu, một bạn cá sấu. Cá sấu này, cá sấu thấy hoành tráng không các bạn? Đây, các bạn thấy không? Cá sấu đó, rất là hoành tráng, hết pin mất rồi. Có pin thì gắn vào đây. Thì cá sấu sẽ có tiếng phát âm thanh nhé. Mà âm thanh có bản quyền nên ít khi đưa vào video lắm. Và đây, cá sấu đây. Chúng ta có thể nghĩ ra được rất nhiều trò chơi hấp dẫn nhá. Tiếp theo chúng ta như nào? À, một xe ben lớn, xe ben này chở... Ui, rơi mất rồi. Đây, đây cũng là xe ủi mà nó cũng bị hư mất cho xe ben lớn trở về nhá. Còn đây là xe ben này, xe ben nhỏ tí hon này. Đó, xe ben lớn này á, thì có thể chở được rất nhiều đồ này. Chở được khoảng 5 cái xe ben nhỏ này để trên móc này, trên thùng này được nhá. Đó, và giờ chúng ta kéo đi thôi. Như có video thì xe múc có thể kéo được cả xe ben này chở trên rất nhiều xe nhỏ luôn. Đây, xe ben đây. Tiếp theo đây, có xe lội nước này. Xe này xe lội nước luôn này. Đường xuống nước có thể chạy phà phà thôi. Đó, mọi người thấy không? Rất là bon rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì nào? Xe cẩu này là hôm nay mới mua nhá. Xe cẩu này review thôi, nó có thể xoay được nhá. Đó mọi người thấy không? Có thể xoay nhá. Rồi, hôm nay mới mua luôn. Rồi, tiếp theo này có gì nào? À, chúng ta còn có cả em búp bê này, em búp bê này. Chào tất cả mọi người nhá. Em búp bê chào tất cả mọi người nhá. Rồi, video ngày hôm nay thì em xin phép dừng ở đây nhá. Các em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh rồi xem những video tiếp theo nhá.